Ngoài rừng đông vui tràn ngập bao tiếng ca, xuân năm nay đã đến rồi em ơi. Rồi tôi lên xíu nè, cười lên nè. 2, 3. Là dự án cây xương rồng thì kết hợp cùng với bên Social Change Maker, là một doanh nghiệp xã hội cùng với bệnh viện để tổ chức ra hội chợ Tết không đồng dành cho các cô bệnh nhân ung thư tại khoa ung bướu tại bệnh viện Từ Dũ. Non xuân hy vọng một năm mới luôn bình an. Chợ Tết không đồng của tụi em thì sẽ gồm có 5 gian hàng. Thứ nhất là gian hàng áo dài, là tụi em sẽ cho các cô tặng cho mỗi cô một bộ áo dài các cô thỏa thích lựa chọn. Và thứ hai là gian hàng chụp hình, thì từ những cái bộ áo dài mà các cô chọn để mà có thể ra những tấm ảnh đẹp nhất. Và có gian hàng trò chơi, gian hàng xin chữ của ông đồ. Trước giờ mình chưa bao giờ chụp được bộ hình như thế này. Mình thấy rất là xúc động. Mình sẽ giữ làm kỷ niệm một kỷ niệm rất là đáng nhớ. Đang mất công ăn việc làm, giờ phải nằm ở bệnh viện này rất là cực khổ. Tại vì lần đầu biết cái bệnh này rất là lo sợ. Tết là một cái điều rất là quan trọng đối với người Việt Nam của mình. Thì nhưng mà các cô ở đây ở bệnh viện thì chỉ có tập trung trong quá trình điều trị của mình, thì không có thời gian để sắm sửa Tết hay là đi chợ Tết gì đó. Thì tụi em muốn mang một cái phiên chợ Tết về ngay tại bệnh viện, ngay tại khoa ung bướu, để cho các cô có thể mà tham gia hội chợ, vẫn có thể vừa điều trị bệnh nhưng mà vừa được gọi là tận hưởng những cái giây mà sắm sửa đồ Tết. Một vàng cho nó nổi. Một vàng này sao? Một vàng này xinh nè. Thử một vàng nha. Thử một vàng đi. Các cô tuy là phải đang trong cái hành trình điều trị nhưng mà vẫn rất là lạc quan, vẫn rất là yêu đời. Hồi nãy thì em có hỏi một cô thì cô đó nói là rất là vui và hôm nay rất là xúc động tới nỗi mình muốn khóc luôn, tại vì cái chương trình ngày hôm nay làm cho các cô rất là ấm cúng. Cô đó giờ chưa có đi lựa áo dài như lần này. Chỉ có lần này là lần đầu tiên lựa được cái áo dài màu bông đẹp. Trời ơi, cô bệnh hoạn, cô biết cái mong muốn gì nữa đâu con. Không có mong muốn gì hết trời trơn á. Mong muốn chỉ là cho nó mạnh khỏe thôi. Được là người ta sẽ có những trang phục là áo dài của khách hàng mình, là bây giờ những áo của bệnh nhân. Từ sáng giờ là mình đã cho những chữ thường như là bình an, sức khỏe hay là hạnh phúc và an nhiên. Chúc cho em một năm mới thật là bình an và hạnh phúc nha, mau hết bệnh. Chúc các cô sẽ luôn có một tinh thần tích cực, lạc quan để mà chống chọi với bệnh tật, và đồng thời là các cô hãy luôn chiến đấu hết mình vì căn bệnh của mình. Và tụi con sẽ vẫn sẽ luôn ở đây, luôn luôn bên cạnh các cô và đồng hành cùng các cô trong những cái quá trình điều trị của mình.